Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một dự án Python. Dự án này là dự án ICO kết thúc ở 9 ngày và 7 giờ 7 phút nữa. Tham gia ICO ngay bây giờ, click vào đây. Ở dự án này, một Ether bằng 4.000 UMT, tối thiểu 0,1 mũ cứng Ethan và 15.000 đô. Chúng tôi chấp nhận Ethan và BTC, Visa, Master. Perpetron Blockchain trong viễn thông MVP được thực hiện và làm việc. Chúng tôi lại bỏ chuyển vùng. Hệ sinh thái viễn thông phân cấp đầu tiên cho phép các nhà khai thác mạng di động, người dùng điện thoại và nhà cung cấp dịch vụ tương tác trực tiếp, thực hiện cuộc gọi và sử dụng dữ liệu trong suốt chuyến đi trên toàn thế giới với mức giá địa phương tuyệt vời mà không cần thay đổi thẻ SIM của bạn. Bất kỳ nhà điều hành nào cũng có thể trở thành toàn cầu với quyền truy cập trực tiếp vào thị trường viễn thông quốc tế. Bạn có thể xem đây. ICO Rating tích cực 5.0, 4.4, 5.0. Bạn có thể đọc bài đánh giá đầy đủ của ICO Rating.com và đọc toàn bộ bài đánh giá của ICO Rating.com. Perpetron đã khai thác sức mạnh của blockchain để tái tạo lại cách chúng ta nghĩ và tương tác với ngành công nghiệp viễn thông. Bước tiếp theo của Perpetron là loại bỏ quyền chuyển vùng quốc tế bằng cách tung ra một nền tảng cơ sở hạ tầng dựa trên blockchain lớn cho thị trường viễn thông. Blockchain trong dịch viễn thông 1.000 cộng khai thác di động trên toàn thế giới và 1,2 tỷ du khách trên một năm, 10.000 dịch vụ cung cấp. Làm thế nào để nó hoạt động? MVP đang hoạt động. Chúng tôi kết nối trực tiếp với các nhà khai thác mạng di động và người dùng cuối trên toàn cầu trên thị trường dựa trên blockchain của chúng tôi. Với Perpetron blockchain, du khách có thể tham gia nhanh chóng trở thành khách hàng địa phương hợp pháp của bất kỳ nhà điều hành nước ngoài nào tại quốc gia mà họ đang đi đến. Họ không cần phải thay đổi thẻ SIM của họ và họ luôn giữ số của họ với du khách, thực hiện cuộc gọi và sử dụng dữ liệu trong quá trình du lịch trên toàn thế giới với mức giá địa phương tuyệt vời, với kết nối trực tiếp đến các nhà khai thác địa phương, không cần phải thay đổi thẻ SIM hoặc số điện thoại của bạn. Messenger thế hệ tiếp theo được đóng gói với các tính năng giao tiếp tuyệt vời. Đây là phần giao diện của người dùng, bạn có thể xem. Nhà điều hành và nhà cung cấp dịch vụ, bất kỳ của nhà điều hành nào có thể trở thành toàn cầu mà không tích hợp mạng phức tạp, truy cập trực tiếp vào thị trường viễn thông quốc tế với hàng triệu khách hàng mới, tăng doanh thu thông qua phân phối các dịch vụ giá trị gia tăng blockchain telecom. Bạn có thể sẽ bấm vào video xem trình diễn trực tiếp kết nối mạng di động qua blockchain. Phiếu mua hàng và yêu cầu mới được tạo và phát trong chế độ thời gian thực, hồ sơ di động mới được tải xuống thẻ SIM của người đăng ký. Dự án Proton bao gồm hai phần chính: blockchain và mobile apps. Proton blockchain. Proton thay thế công nghệ chuyển vùng cũ và tốn kém bằng cách thực hiện các hợp đồng thông minh thành các tương tác của các nhà khai thác di động. Bạn có thể xem mô hình người đăng ký, nhà điều hành và toán tử đã ghé thăm, toán tử đã ghé thăm. Bạn có thể xem blockchain kết nối lại. Bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ di động nào cũng có thể xuất bản gói cước trả trước dưới dạng hợp đồng thông minh trên blockchain. Với các phiếu mua hàng này hiển thị với tất cả các nhà khai thác và người đăng ký của họ, khi thuê bao chọn cung cấp một hợp đồng thông minh mới được tạo ra với danh tính số của người đăng ký và giao dịch thanh toán trực tiếp cho nhà điều hành nước ngoài, thẻ SIM đăng ký trong mạng di động một địa phương
Một người đăng ký được ủy quyền dịch vụ được cung cấp thuế quan và là địa phương. LTL chất lượng, thanh toán được xử lý, thanh toán trong suốt, không chi phí cho nhà điều hành, khởi chạy nhanh cho nhà điều hành. Có bao gồm Block, Bluetooth, Thon, GitHub, Bluetooth Thon máy, nhắn tin màu vàng, Blockchain trong viễn thông, Wiki. Tại sao các nhà khai thác lớn sẽ tham gia Bluetooth Thon? Bạn có thể đọc trên phương tiện ngay tại đây. Ứng dụng Bluetooth Thon kết nối trực tiếp với nhà điều hành địa phương, cung cấp tốc độ thấp và chất lượng LTO cao, với việc quản lý dễ dàng bằng ứng dụng di động Blockthorn. Phiên bản PTA đã có sẵn trên Google Play và App Store. Thị trường kết nối người đăng ký và nhà khai thác mạng cục bộ trên toàn cầu. Thứ hai, giữ số điện thoại trong nước trong các chuyến đi nước ngoài, cuộc gọi âm thanh, video hội nghị, SMS trong tương lai, gửi ngày và tin nhắn cho FNS của bạn, ghi tin nhắn, mua, lưu giữ và sử dụng số điện thoại trong nước và các quốc gia khác nhau, hơn 100 tính năng giao tiếp khác mà bạn có thể thực hiện. Bạn có thể xem những video của người đồng sáng lập TechCrunch, nhà đầu tư về Blockchain trong Telecom. Chúng ta là ai? Với 20 năm kinh nghiệm trong ngành viễn thông, nhà khai thác di động có kích thước trung bình của chúng tôi ở Nga từ năm 2002. Bạn có thể xem trang web ẩn danh của All. Với 2.240.000 người đăng ký cao cấp, doanh thu hàng năm là lên đến 42 triệu đô và 10.000 POS. Blockthorn đang thịnh hành trên các trang Fervo, Rytoris. Bạn có thể xem thêm money.it. UMT token. Bạn có thể xem những quỹ phát triển mạng với 22% và 50% crowd sale và 20% những người sáng lập, 7,8% quỹ phát triển cộng đồng và nhóm, 0,2% quỹ thưởng. Với chức năng được sử dụng trong các hợp đồng thông minh để thực hiện các giao dịch, có thể thực hiện để nạp tiền cho người dùng, để thanh toán các dịch vụ viễn thông. Tổng cung là 1 tỷ mã thông báo, giao bán 50%. Tất cả các mã thông báo chưa bán sẽ bị cháy và việc phát hành thêm mã thông báo sẽ không thực hiện được. Blockthorn ICO gồm có 3 giai đoạn và kết thúc ở ICO. ICO bắt đầu từ ngày 20 tháng 4 2018 tới 10 giờ của giờ London. Giá mã thông báo 1 Ether bằng 4.000 UMT, mặc mũ cứng 15 triệu đô, tiền tệ được chấp nhận Ether BTC. Danh sách tham gia Paywall để đặt thẻ UMT của bạn. Bạn có thể tham gia danh sách tại đây, Paywall. Quay về đội của chúng tôi bao gồm giám đốc điều hành và đồng sáng lập viễn thông hoạt động, CTO, đây là những nhà đồng sáng lập ra dự án, nhà phát triển và nhóm kỹ sư công nghệ thông tin, bao gồm những nhà phát triển bảo mật và khả năng chịu lỗi, chuyên gia bảo mật phát triển kiến trúc blockchain, phát triển dịch vụ thanh toán và ứng dụng tải trọng cao trong lĩnh vực viễn thông, và rất nhiều kỹ sư.
bao gồm các cố vấn, doanh nhân công nghệ, tiếp nối thành công, chủ tịch điều hành tại liên doanh kỹ thuật số tăng tốc. Có rất nhiều nhà cố vấn, lãnh đạo công nghệ và viễn thông về blockchain. Bạn có thể xem video của cố vấn blockchain Andreas Larsson về dự án. Bạn có thể xem những lộ trình phiên bản đầu tiên của hợp đồng thông minh đã sẵn sàng từ quý 1 năm 2018 đến quý 2 2018. Web API để tích hợp các nhà cung cấp dịch vụ di động và nhà cung cấp dịch vụ. Đến quý 1 và quý 4 2019 sẽ ký thỏa thuận với các nhà khai thác di động trên toàn thế giới để kích hoạt hồ sơ di động toàn cầu. Nguyên mẫu đầu tiên của một chip SIM toàn cầu được nhúng vào các thiết bị di động, mở rộng danh sách các nhà cung cấp dịch vụ di động và nhà cung cấp dịch vụ được kết nối với hệ sinh thái blockchain Proton với 10 triệu giao dịch được xử lý với nhiều đối tác và hợp tác với Proton. Cộng đồng Proton trên toàn thế giới, bạn có thể xem những video để biết thêm chi tiết. Với tour toàn cầu Proton sự kiện sắp tới và 14 đến 16 tháng 5, đồng thuận Coindesk 2018 tại New York, Hoa Kỳ. Và có thêm những sự kiện đã qua, ngày 2 đến ngày 3 tháng 5 hội nghị thượng đỉnh Blockchain trên tương lai tại Dubai. Những mốc thời gian của sự kiện đã qua. Bạn có thể xem thêm. Câu hỏi thường gặp, làm thế nào để chúng tôi có thể mua thẻ của bạn? Tiền điện tử nào được chấp nhận? Tôi nên sử dụng ví tiền nào để chấp nhận mã thông báo? Mục tiêu của dự án của bạn là gì? Sản phẩm của bạn đã hoạt động chưa? Bạn có mẫu thử nghiệm hoặc phiên bản beta không? Tại sao bạn có một blockchain trong dự án của bạn? Làm thế nào là hệ thống của bạn sẽ mở rộng, ưu tiên cho chủ sở hữu? Nodes là gì? Những lợi thế của sứ giả Proton là gì? Làm thế nào để vận hành tất cả các SIM khác trên điện thoại của tôi? Tham gia với chúng tôi, bạn có thể đăng nhập và hỗ trợ trò chuyện trực tuyến. Xin cảm ơn bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại.